Chuyện ma có thật trong nhà xác bệnh viện. Nữ y tá bí ẩn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và được chính một bác sĩ đã từng công tác tại Viện Quân Y 7, Quân khu 3 kể lại. Câu chuyện xảy ra vào những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Khi ấy, chiến tranh phá hoại của Mỹ tại miền Bắc và chiến tranh tại miền Nam đều rất gay go và ác liệt. Tại một bệnh viện quân y tuyến quân khu đóng Hải Dương, công việc cứu chữa thương binh và nhân dân bị thương do chiến tranh rất vất vả. Bệnh viện thu dung thương binh ở đơn vị phía Bắc và các thương binh từ chiến trường miền Nam được phân bổ từ tuyến trên xuống. Chiến tranh ác liệt, ngày nào cũng có thương binh và dân thường tử vong. Bệnh viện có một nhà xác để chứa các xác chết trong các trận đánh để chờ làm công tác tử sĩ. Trang thiết bị không có gì, nhà xác nằm ngay cạnh khu dân cư nghèo nàn xung quanh. Xung quanh nhà xác không có các thiết bị chiếu sáng, không có hàng rào. Nhà xác ngay cạnh một con sông nhỏ, đi qua một chiếc cầu nhỏ mới vào được bệnh viện, và có một lối đi nhỏ mà người dân vẫn thường đi qua nhà xác. Chỉ có một y tá già nam giới trông nom nhà xác. Công việc của bác ấy chỉ là sắp xếp các xác cho vào các bàn nhôm Liên Xô, đậy bằng vải mưa, chờ đi chôn. Các trường hợp tử vong đều rất thương tâm sau khi bị thương nặng. Có xác chết mất đầu, mất chi thể hoặc tan nát cả bụng ngực, lòi các tạng ra ngoài. Tuy nhiên, bác y tá già vẫn một mình thu gọn chu đáo vệ sinh. Mỗi ngày có thể có 1 đến 3 xác, cá biệt có ngày từ 5 đến 7 xác. Bác y tá cứ thế lặng lẽ làm việc. Khu nhà xác này rất vắng vẻ, ban ngày chỉ có một vài người dân đi qua. Những người chuyển xác đến và đi thì đều vội vã đi ngay. Buổi tối càng vắng lặng, cũng có khi có một đôi tình nhân vào khu này để tình tự, xong lại đi ngay. Ngày xưa bờ bụi thôi. Khu nhà xác có khá nhiều chuột. Ban ngày bác y tá vẫn diệt chuột nhưng không xuể. Một thời gian bác y tá ốm lắm, lúc đau khớp, lúc ho sốt mà không có ai thay thế để đi nằm chữa bệnh. Thiếu tá viện trưởng quan tâm nói với quân lực cho người thay, nhưng không có người. Một ngày kia, có một cô gái trẻ nhái nhem tối đi vào bệnh viện, lặng lẽ đến phòng trực. Mọi người đang ăn cơm thì giật bắn người khi cô gái đứng ở cửa. Cô gái không ăn cơm mà tự giới thiệu là Đinh Thị Ngát, y tá đơn vị cao xạ bảo vệ cầu Phú Lương. Hôm nay trận địa pháo bị bom Mỹ đánh tan, cô lạc đơn vị vào đây. Cô trình cho thủ trưởng kiếp trực xem giấy tờ tùy thân, đúng cả tên họ. Chỉ có điều giấy tờ rách nát và thấm đầy máu. Cô xin ngủ nhờ và làm việc tại đây vì không còn đơn vị nữa. Hôm sau, cô được phân công tạm thời trông nom nhà xác. Cô y tá không tỏ vẻ sợ sệt như những người khác mà lặng lẽ nhận lời. Bác y tá già được đi chữa bệnh. Bác chữa rất lâu rồi nghỉ chế độ luôn vì sức khỏe yếu. Mọi việc tại nhà xác vẫn đều đều. Chiến tranh thì ngày càng ác liệt, số xác nhiều hơn. Tuy nhiên các cán bộ làm công tác tử thi để ý thấy có một số việc bất thường trong bảo quản xác. Những cán bộ nhận lại xác nhận thấy có một số dấu vết thay đổi trên xác, cảm giác như có một sự mất mát nào đó. Họ bắt đầu chú ý, nhưng những dấu hiệu không rõ ràng. Cho đến một hôm, xác một thương binh đã được cưa chân lại bị mất thêm một phần phía trên mỏm cụt. Mặc dù mỏm cụt đã được khâu kín, nhưng hôm sau không còn chỉ và bị ngắn hơn trước, lộ rõ cả xương đùi. Cô y tá không giải thích gì khi được hỏi. Các sự việc cứ lặp lại nhiều lần và ban cán bộ cũng đã để ý, nhưng vì chiến tranh vội vã nên cũng lơ là. Một hôm, sau 3 ngày bom đạn ác liệt, các cán bộ tử thi phát hiện một xác mất hẳn một nửa người.
các xác còn lại đều bị xâm phạm và lẫn lộn xác nọ vào xác kia. Ban chủ y phải họp nhưng cũng không tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết. Mọi người đều nghi ngờ là do chuột hoặc một loại thú lớn như là cáo hay mèo hoang. Sự việc trở nên nghiêm trọng khi mất hẳn xác một thương binh, không thể thực hiện công tác tử thi được. Ban chủ y buộc phải báo cáo lên Bộ Tư lệnh Quân khu. Ban bảo vệ nội bộ, tương tự như công an trong quân đội, đã cử cán bộ về điều tra. Cán bộ điều tra là một thiếu úy trẻ mới học tại C-500, bây giờ là Học viện An ninh Nhân dân, ra trường để phục vụ quân đội. Hàng ngày, đội vệ sinh phòng dịch vẫn diệt chuột và phát quang khu nhà xác. Mọi việc bắt đầu lắng xuống. Tuy nhiên, những xâm phạm thì vẫn xảy ra. Anh cán bộ điều tra đóng vai cán bộ tăng cường cho nhà xác. Tới tối, ngủ tại buồng bên cạnh buồng của y tá. Sau 6 tháng cũng không phát hiện gì rõ rệt. Dần dần, anh có cảm tình với một cô y tá khác trong bệnh viện làm việc tại khoa tim thận khớp. Và éo le thay, anh này cũng rất quý cô y tá nhà xác. Hai người thân nhau, mặc dù anh thiếu úy vẫn thấy lành lạnh khi ở gần cô y tá nhà xác. Tối thứ 6 hàng tuần, anh thường vào thị xã để xem phim cùng cô y tá khoa tim thận khớp, nhưng hôm nào cũng về sớm trước 9 giờ. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh nhận được báo cáo công an thị xã, có một số người dân nhìn thấy bóng người con gái áo trắng thường xuất hiện ở khu nhà xác viện quân y. Ban chỉ huy bệnh viện cũng báo cáo vẫn có hiện tượng xác bị xâm phạm. Anh thiếu úy ít đi ra khỏi nhà xác hơn. Anh ta phát hiện cô y tá có một gói hành lý để trên bàn thờ nơi cô ta ở và thường thắp hương cho tử sĩ. Gói hành lý này thường có dấu vết được mở ra trùng vào những ngày mà có xác bị xâm phạm. Một tối thứ 6, lâu lắm mới được đi xem phim, không may thì mất điện. Anh thiếu úy đi chơi với cô y tá khoa tim thận khớp thêm một lúc nữa, rồi trở về khu nhà xác vào lúc 8:30. Khi vào phòng, đi ngang qua phòng của y tá nhà xác, anh bất chợt nhìn thấy cô y tá lúc đó mặt trắng bệch, vẻ mặt vô hồn đang ngồi đánh răng. Trông thấy anh thiếu úy, cô vội lên giường nằm. Anh thiếu úy nhận ra gói hành lý trên bàn thờ chưa buộc lại. Cả đêm anh không ngủ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Cán bộ tử thi thì báo cáo xác thương binh tối hôm qua bị xâm phạm. Vết cắt trên tử thi được cho là vết răng của một loại thú, khác những lần trước giống vết dao cắt. Kế hoạch mới được triển khai. Hàng đêm có thêm tổ cảnh vệ 3 người phục kích khu gần nhà xác. Nhưng có một điều lạ là lai lịch cô gái vẫn chưa được xác minh. Sau một tuần phục kích, tổ công tác không tìm ra manh mối nào. Anh thiếu úy đề nghị ban chủ y mời cô y tá lên làm việc trong bệnh viện để anh có điều kiện kiểm tra gói hành lý đáng ngờ ấy. Thật bất ngờ, gói hành lý của cô y tá bao gồm một bộ quần áo bằng vải diềm bâu trắng, có cả mũ đội đầu, một đoạn tóc giả dài, một con dao lê 5 tác dụng, một chiếc khăn mặt bộ đội đầy máu. Anh thiếu úy liên kết các dữ liệu và các báo cáo, nhận định bóng cô gái áo trắng tóc xõa đi lại trong khu nhà xác chính là cô y tá này. Anh sợ rụng rời chân tay, mặc dù đang là vào ban ngày. Anh gói ghém lại túi hành lý để vào chỗ cũ. Sự việc được báo cáo lên trên và kế hoạch giải quyết theo hướng phục kích bắt quả tang và chờ cơ quan điều tra xác minh chính xác lai lịch của cô y tá theo địa chỉ. Cấp trên nhận định cần giải quyết việc này vì nó gây ảnh hưởng sâu sắc đến chính sách thương binh tử sĩ. Tổ phục kích bao gồm các trinh sát được triển khai bí mật hàng đêm xung quanh nhà xác. Anh thiếu úy đóng vai đi xem phim vào tối thứ 6 tới. Các cán bộ điều tra thì đi tìm phiên hiệu đơn vị cao xạ. Chiến tranh đi lại khó khăn nhưng vẫn đến tận quê quán. Nhóm khác thì đến đơn vị. Thông tin xác minh cho thấy đơn vị này bị bom đánh và thiệt hại hoàn toàn, đang chờ khôi phục phiên hiệu. Tối thứ 6, anh thiếu úy giả vờ đi xem phim từ 7 giờ, rồi bí mật quay lại phục kích cùng nhóm trinh sát. Khoảng 8 giờ tối, trong phòng y tá leo lét ánh đèn dầu, bất ngờ một bóng cô gái rong ròng
mặc bộ quần áo trắng dài quét đất, tóc xõa ngang và đi nhanh lướt trên mặt đất, không hề phát ra một tiếng động, tiến về khu nhà chứa xác. Bóng trắng mất hút bên phía trong nhà xác. Các trinh sát và anh thiếu úy hoàn toàn bất động, không còn khả năng phản ứng. Sau khoảng 5 phút, mọi người như cựa quậy được, và một người bất ngờ hô to: "Người hay ma kia, đứng lại, không tôi bắn." Không có một tiếng động phát ra từ khu nhà xác. Trấn tĩnh lại, các trinh sát tiến về khu nhà xác. Đèn pin soi long loáng, không còn ai. Mọi người chỉ phát hiện thấy bộ quần áo và bộ tóc giả để lại. Trấn tĩnh lại, các trinh sát tiến về khu nhà xác. Đèn pin soi long loáng, không còn ai. Mọi người chỉ phát hiện thấy bộ quần áo và bộ tóc giả để lại. Tổ trinh sát cùng nhiều người sục sạo đến sáng, nhưng không tìm thấy ai. Cô y tá thì đã biến mất. Tin cấp trên báo về, cô y tá Đinh Thị Ngát là có thật, nhưng đã hy sinh sau trận bom Mỹ đánh trận địa pháo đúng ngày cô đến xin việc tại bệnh viện. Liệt sĩ Ngát hy sinh trong tình trạng thi thể hoàn toàn tan nát. Diễn biến sau khi sự việc bị quên lãng như sau. Sau khi cô gái biến mất trong đêm, mọi người kinh hoàng ồn ào bàn tán. Mọi chi tiết được hồi tưởng và thêu dệt. Nhà xác bệnh viện được củng cố lại, hàng rào chắc chắn xung quanh, cửa già đóng lại có khóa hẳn hoi. Một tổ giải phẫu bệnh được chuyển ra làm việc tại đây. Chiến tranh vẫn ác liệt, thương binh nhiều, cán bộ thuyên chuyển, mọi người quên dần câu chuyện ấy. Anh thiếu úy được điều động về quân khu công tác. Anh làm việc tại phòng tình báo. Viên thiếu úy hoàn toàn thay đổi tính cách. Anh ta trở nên u uất, trầm tĩnh lạ lùng, lúc nào cũng như ở một nơi xa lắm. Đặc biệt, tuyệt nhiên anh ta không bao giờ nhắc đến câu chuyện về cô y tá. Không hiểu do nguyên tắc bí mật, chắc không đúng vì việc này không nằm trong phạm vi cần bảo mật, hay lý do nào khác. Anh không bao giờ lại gần các cô gái, không yêu ai, không bạn bè. Anh chỉ quan tâm đến bà mẹ của mình một cách thực tình mà thôi. Anh nhiều lần phải đi viện điều trị suy nhược thần kinh và mất ngủ, nhưng không khỏi hẳn. Khoảng 4 năm sau khi cô gái mất tích, lúc đó đất nước đã hết chiến tranh, nhưng vẫn còn rất khó khăn. Anh chuyển về công tác tại tỉnh đội, lúc này đã lên đại úy. Anh tìm được địa chỉ chính xác của nhà cô y tá. Một buổi sáng chủ nhật, anh đạp xe theo địa chỉ nhà cô gái, một ngôi làng ven đường ở Đông Triều sát Mão Khê. Ngôi nhà cô gái xây lẻ loi, nhỏ, thấp và vắng lặng. Chiếc sân chỉ có một lối mòn dấu chân người đi, chứng tỏ nhà neo người. Một bà già mở cửa tiếp anh. Viên thiếu úy ngày nào bàng hoàng sững sờ khi nhìn thấy cô gái trên bức ảnh treo trên bàn thờ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ẩn chứa sự nuối tiếc một việc làm chưa hoàn thành trong quá khứ. Bà mẹ cho anh biết, cô Ngát là con một, bố cô đi bộ đội đã hy sinh. Cô là con liệt sĩ nên không phải đi thanh niên xung phong. Tuy vậy, cô vẫn đi làm y tá phục vụ chiến đấu. Mẹ cô ấy bảo: "Mày đi mà chết như bố mày thì ai nuôi bu?" Cô cười nói: "Con mà chết á, con sẽ sống lại để nuôi bu. Con còn lấy chồng nữa chứ." Một ông thầy trong làng có họ với bà nói: "Này, số con này nó cao lắm đấy, nó không chết đâu, cho nó đi đi." Thế là cô đi vào quân đội, phục vụ một đơn vị phòng không cao xạ thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, đóng quân ở Nam Sách, Hải Hưng, bảo vệ cầu Phú Lương. Cô rất thông minh, cười nói luôn mồm, không ai giận được cô. Cô rất giỏi giang, khéo léo, chưa có người yêu. Cô mất đi, bà mẹ rất buồn, chỉ mong đến ngày sang thế giới bên kia để gặp chồng và con. Anh thiếu úy năm nào lặng lẽ thắp hương cho cô y tá. Trong bức ảnh, mặt cô y tá bừng sáng, không còn nhợt nhạt và như nở một nụ cười. Bà mẹ giữ anh lại ở lại ăn cơm, nhưng anh từ chối. Anh lên xe đạp để về đơn vị. Mấy năm sau, bà mẹ cô ấy mất, ngôi nhà không ai ở nữa. Thỉnh thoảng có người cháu thăm nom. Anh đại úy có để lại mấy trang viết về việc này cho bộ phận bảo vệ nội bộ. Rồi anh ra quân,
Không còn ai biết anh này bây giờ ở đâu nữa. Phần thông tin kể sau đây không rùng rợn như câu chuyện vừa kể, nhưng nó cung cấp thêm các chi tiết để làm rõ hơn việc chúng ta có các nhận định riêng về thế giới tâm linh huyền bí. Thứ nhất, anh thiếu úy an ninh quân đội là một học viên loại giỏi ở trường C500, quê quán ở tỉnh Hải Hưng. Anh này học chuyên ngành chống phản động, lý lịch trong sạch, điềm tĩnh, bản lĩnh, được giáo dục bài bản về lòng yêu nước, đường lối chiến tranh cứu nước, có thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận theo chủ nghĩa Marx. Như vậy, anh ta là người có chủ nghĩa vô thần, không tin có ma quỷ. Nhiệm vụ của anh là tìm ra và đập tan việc làm chống phá của bọn phản động. Cụ thể ở đây là những kẻ phá hoại xác tử sĩ. Trong một loạt các báo cáo, anh ta đưa ra các hành vi của cô y tá và những nhận định của riêng mình. Tất nhiên anh ta phải báo cáo cả những điều anh ta không muốn. Báo cáo những điều bất thường từ cô y tá. Về ăn mặc và trang phục, có một điều lạ là cô luôn ăn mặc kín đáo quá mức cần thiết, kể cả mùa hè. Luôn mặc áo dài tay, đi giày cao cổ, đi tất, quấn một khăn rằn ở cổ. Cô hay mặc một bộ quần áo bộ đội cũ. Thói quen ăn uống. Chưa một lần viên thiếu úy chứng kiến cô y tá này ăn uống thứ gì. Hầu hết cô ăn sau khi mọi người đã ăn. Có một lần vào buổi chiều, anh thiếu úy thấy có tiếng chó của người dân vào cắn nhau sau khu nhà xác. Anh ra xem thì thấy toàn bộ thức ăn cô y tá mang về sau buổi liên hoan gồm lòng lợn và xương hầm bị đổ đi. Bọn chó đang tranh nhau ăn. Lúc đó khó khăn, số thức ăn này là rất ngon và ít khi có. Về tác phong và lối sống, cô y tá này hoàn toàn khép kín, không nói cả ngày. Không bao giờ thấy cô ấy cười. Khi cần giao tiếp, chỉ sử dụng các từ ngắn và cộc. Thường đứng lặng yên trong những chỗ tối trong căn phòng ngủ, hoặc làm việc một mình trong phòng chứa xác. Cô làm việc rất trách nhiệm và mẫn cán, không bao giờ có tư từ cá nhân. Một điều làm anh thiếu úy hết sức sợ hãi, mặc dù rất bản lĩnh, là hàng đêm cô y tá rất hay nằm khóc thút thít một mình, có lúc kêu gào thảm thiết. Khi anh đến gần có ý định động viên thì cô lại im bặt. Nhiều lần anh nhìn thấy cô ngồi bất động, mặt trắng nhợt quay ra cửa. Cô y tá có đặc điểm là đi rất nhanh và nhẹ, hầu như không bao giờ nghe tiếng bước chân. Nhiều lần anh thiếu úy giật bắn mình khi cô đột ngột đứng sau lưng trong nhà chứa xác khi anh kiểm tra các dấu vết. Sinh hoạt cá nhân rất lập dị. Trong khu nhà xác có một nhà vệ sinh chia làm hai cho nam và nữ. Anh thiếu úy quan sát khu nữ không có dấu vết của người sử dụng. Các lối đi cỏ mọc ngập. Trong chỗ vệ sinh nữ, cỏ mọc rất cao và dày, không thể ngồi vệ sinh được. Vậy thì anh ta thắc mắc, cô ta đi vệ sinh ở đâu? Tất cả những thông tin trên anh đều báo cáo, nhưng anh và cấp trên cũng chỉ nhận định cô y tá là một người có lối sống trách nhiệm với công việc và lập dị trong sinh hoạt. Có lẽ do tính chất công việc, bản tính và điều kiện khó khăn thời chiến, không ai nghĩ đó là một hồn ma. Một phần quan trọng mà mãi sau này mới được báo cáo sau khi cô y tá đột ngột mất tích là chuyện tình cảm của viên thiếu úy với cô y tá. Khi ấy, việc này rất cấm kỵ. Hơn nữa, thời gian này mọi người đã biết mối quan hệ của anh với cô y tá khoa tim thận khớp. Cụ thể, theo thời gian, cảm tình của anh với cô y tá nảy nở, mặc dù khi tiếp xúc, anh vẫn thấy lạnh lạnh. Sự kín đáo của cô lại có sự quyến rũ của nội tâm và duyên thầm. Anh ta tìm cách tiếp cận, thì cô ta luôn lẩn tránh. Những đòi hỏi bản năng không tránh khỏi trỗi dậy cho một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Khung cảnh vắng lặng dẫn đến một lần anh đã ngỏ lời với cô y tá. Cô cúi mặt không nói gì. Viên thiếu úy sấn lại gần cô y tá và có những cử chỉ âu yếm. Cô y tá đứng yên bất động, không chống cự. Anh có ôm ngang lưng cô gái, áp mặt vào ngực cô, nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng con tim thổn thức, chỉ có một sự im lặng như mộ địa. Bàn tay viên thiếu úy lần tìm dưới làn áo, nhưng anh không thể thấy cảm giác của bầu ngực phụ nữ. Cảm giác dưới tay của anh chỉ là những rẻ xương sườn trơ trọi, nhấp nháp, và có cái gì đó từ từ chảy ra như một dòng máu. Anh rút tay ra thì cô gái lấy vạt áo như muốn lau tay cho anh. Hơi bàng hoàng, anh ôm cô gái và đặt một nụ hôn lên môi cô. Nhưng một mùi máu tanh nồng khủng khiếp làm anh sút lộn mửa. Anh vội rời cô gái về phòng.
anh buộc phải báo cáo chi tiết này khi được hỏi. Cũng chính từ cảm giác này mà viên thiếu úy hoang mang và bắt đầu có ý nghĩ hay cô gái này là một hồn ma. Anh ta thực sự sợ hãi và để ý kiểm chứng. Anh bí mật bất ngờ xoay nền pin vào cô gái trong bóng tối, thì quả nhiên không thấy bóng cô ấy trên tường nhà. Cùng với kết quả kiểm tra gói hành lý của cô gái, anh nhận định chính cô gái là một hồn ma đã xâm phạm các xác chết trong nhà xác. Anh thiếu úy rất sợ hãi và yêu cầu cho tổ trinh sát đến hỗ trợ. Câu chuyện này hoàn toàn có thật và được chính một bác sĩ đã từng công tác tại viện quân y 7 kể lại. Sau khi đọc câu chuyện xong, một bạn đọc cũng ở Hải Dương đã xác nhận câu chuyện này. Tôi xin xác nhận câu chuyện ấy là có thật. Chính xác thì cái bệnh viện này, tức là viện quân y 7 quân khu 3, nó nằm trong khu phố nhà tôi luôn. Cái nhà xác thì đúng là không nằm trong khuôn viên bệnh viện, mà cách trích đó khoảng 100m, liền kề khu dân cư, nằm cạnh con sông nhỏ. Muốn đi từ nhà xác sang viện hay ngược lại phải đi qua một cây cầu nhỏ được xây từ vài trăm năm nay. Giờ đây nó đã được phá bỏ để xây cầu xi măng. Và khu vực này trước gọi là khu mả tàu, vì phía bên nhà xác hất vào trong ngày xưa là cả một khu nghĩa địa của người Tàu rộng mênh mông. Ngày xưa vào những năm thập niên 70, cả khu chỉ có mỗi một vòi nước công cộng ngay gần nhà xác, và chỉ đến tối hay đêm thì mới có nước. Bố mẹ tôi chuyển về đó khá sớm, ngay sau khi kết hôn, và bố tôi thường đi làm ăn đêm về phải đi qua nhà xác hay phải ra gần đó để lấy nước. Đến giờ cụ vẫn kể lại về nhiều cái cảm giác khi đêm về dế kêu nỉ non, người tân liệt sĩ khóc hời, rồi mùi nhang trong ánh đèn dầu leo lắt rất là ghê rợn. Bên phía nhà tôi, đối diện với phía nhà xác và chia đôi hai bên là con đường, thì lúc trước là một ruộng rau và đất thổ cư nên không có gì. Nhưng phía bên kia lúc trước thì có rất nhiều cảm giác âm u lạnh lẽo. Kể cả bây giờ nhà kín đặc, phố xá đông đúc, nhưng đứng từ ngoài đường chính nhìn vào trong thì vẫn thấy có cái gì đó âm u. Và đến giờ bên đó nhiều nhà xây dựng vẫn đào được cốt hoặc vẫn bị quấy quả của người âm. Câu chuyện hấp dẫn và ly kỳ này cũng được một người đọc cố gắng lý giải. Có thể nói rằng nhân vật nữ y tá trong chuyện này có thể là hiện thân của một kiếp tu hành của con người, thể hiện ở các chi tiết sau. Trước khi đi lính, cô ấy nói: "Con không thể chết đâu, nếu chết con sẽ sống lại nuôi mẹ." Chi tiết này chứng tỏ cô ấy biết cô ấy là ai. Khi chết đi, linh hồn cô ấy có thể cho mọi người nhìn thấy, nói cho mọi người nghe thấy. Vì ngài này không phải ở dạng vật chất bình thường như chúng ta, nên không cần ăn uống hay là đi vệ sinh. Đây là thể hiện pháp thuật của người tu hành này không phải tầm thường. Hình như cô ấy muốn ghép các phần thi thể lại để thành một thi thể hoàn chỉnh của cô, nhằm sống lại. Người thường thì không làm được, người tu hành có phép thuật có thể làm được. Công cuộc ghép thi thể của cô ấy bị phá hỏng bởi người trần mắt thịt. Mà nếu như không bị phá hỏng thì có lẽ cô ấy cũng không thành công. Bởi nếu có cơ may thành công thì cô ấy đã tiếp tục công việc rồi. Với bản lĩnh của cô ấy, người trần không thể ngăn cản. Thậm chí cô ấy có thể giết anh sĩ quan bất cứ khi nào cô ấy muốn. Có thể cô ấy đã siêu thoát hoặc đã đầu thai ở một người khác. Vẻ mặt tươi cười của cô ấy trong bức ảnh khi anh sĩ quan tìm đến nhà thắp hương chứng tỏ điều đó. Nhà tu hành này là một người tốt. Nếu tu hành với mục đích xấu, cô ấy có thể đã giết chết anh sĩ quan. Bởi cô ấy thừa biết anh sĩ quan này đến đây để điều tra cô ấy. Còn sau đây là nhận định của chuyên gia tâm linh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người thuộc Bộ Quốc phòng. Những linh hồn mạnh ở những người thông minh nhanh nhẹn, khi sống thì luôn có khả năng cảm giác nhận thức được số mệnh, sống khôn thì chết mới thiêng. Khi linh hồn không chấp nhận những cái chết quá đột ngột, dường như cái chết trái với số mệnh, thì linh hồn này thường phản ứng mạnh mẽ, không siêu thoát được, nên cứ lẩn quất trên dương thế, tìm đường sống lại. Có trường hợp quay lại gây hại cho họ hàng người thân, bắt người thân đi cùng. Cô Ngát đã chết đột ngột khi còn trẻ, nên có thể trong trường hợp như vậy, muốn tái sinh trong vòng luân hồi,
thì linh hồn phải ra đi trong một thân xác nguyên vẹn. Nếu linh hồn bị thoát ra từ thân xác không nguyên vẹn, như chết không toàn thây, thì linh hồn không thể tái sinh trong vòng luân hồi được. Vì thế, ngày xưa, khi giết kẻ thù, các chiến binh thường phân thây xác ra để kẻ thù không sống lại mà trả thù được. Cho nên, linh hồn của cô Ngát có thể cố đi tìm sự toàn vẹn của thân xác để tái sinh như lời hứa về nuôi mẹ. Sự kiện viên thiếu úy đến thắp hương cho cô là hành động cuối cùng mà linh hồn cô Ngát thúc giục để khép lại một hành trình thất bại trong việc tìm lại thân xác. Cô đã mỉm cười siêu thoát. Các linh hồn đã yên nghỉ ngàn thu. Cô cuối cùng đã gặp lại mẹ và cha của cô. Các bạn thân mến, như vậy là câu chuyện này đã khép lại video ngày hôm nay. Nếu cảm thấy thú vị thì các bạn có thể ủng hộ cho Bí ẩn Radio cũng như Tả Từ để có thể phát triển kênh tốt hơn. Chi tiết mình đã để ở trong phần mô tả bên dưới video về cách thức donate cũng như là ủng hộ cho kênh. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.